Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay chủ nhật, ngày 6 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bế mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 13 năm 2018. Phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Duy trì và phát triển nghề chế biến nước mắm truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua ngày 5 tháng 5 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành trong cả nước. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng các nghệ nhân bài chòi. Ngày 7 tháng 12 năm 2017, tại Jeju, Hàn Quốc, hội nghị lần thứ 12 của Ủy ban Liên chính phủ UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã chính thức ra nghị quyết đưa nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bài chòi là môn nghệ thuật đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học. Loại hình này có xuất xứ Trung Bộ, phổ biến ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Thông qua việc UNESCO ghi danh nghệ thuật bài chòi, cộng đồng thế giới đã tái xác nhận, khẳng định kho tàng di sản văn hóa phong phú của Việt Nam và trân trọng ghi nhận những đóng góp của Việt Nam vào việc làm giàu hơn nữa kho tàng văn hóa của nhân loại. Tại buổi lễ, ông Michael Kropp, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam, đã trao bằng ghi danh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng đại diện 9 tỉnh, thành phố có nghệ thuật bài chòi. Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã công bố chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam. Cũng trong tối qua, mùng 5 tháng 5, lễ trao giải và bế mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 13 năm 2018 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức với chủ đề phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đã diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 20 tác phẩm đạt giải vàng đã được vinh danh tại liên hoan phát thanh lần này. Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các đài phát thanh truyền hình trong cả nước. 216 tác phẩm dự thi lọt vào chung khảo là con số thực sự ấn tượng, nói lên sự quan tâm của các đài phát thanh truyền hình của những người làm báo phát thanh đối với kỳ liên hoan năm nay. Nhiều tìm tòi phát hiện nhiều cách làm phát thanh hiện đại được các nhà báo, các đài phát thanh truyền hình thực hiện công phu, sáng tạo, có giá trị chuyên môn cao và tạo hiệu ứng xã hội rất tích cực. Một số tác phẩm có bản sắc đã vượt lên mặt bằng của kỳ liên hoan trước. Bên cạnh đó, khâu đạo diễn, dàn dựng kết hợp việc sử dụng âm thanh, tiếng đồng, âm nhạc hợp lý đã giúp cho các tác phẩm trở nên ấn tượng và hấp dẫn hơn. Ban giám khảo đã lựa chọn những tác phẩm xứng đáng nhất để trao giải thưởng cao nhất ở năm thể loại là phát thanh trực tiếp, phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh và chương trình tổng hợp. Trong đó có 20 giải vàng, 53 giải bạc, 72 giải đồng và 68 giải khuyến khích. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên liên hoan phát thanh đã trao 4 giải dàn dựng chương trình hay, 2 giải cho người dẫn chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc nhất. Tham gia liên hoan lần này, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình dự thi 3 tác phẩm, trong đó có 1 tác phẩm được giải bạc và 2 tác phẩm được giải đồng. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao cờ cho Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, đơn vị đăng cai liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 năm 2020. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa tổ chức lễ tập huấn pháp luật nghiệp vụ công tác phòng chống ma túy và tội phạm năm 2018. Tại hội nghị tập huấn, các cán bộ đã được quán triệt, hướng dẫn tiếp thu những vấn đề cơ bản của pháp luật tố tụng hình sự có liên quan đến nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng. Công tác nghiệp vụ và một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống mua bán người, giới thiệu hồ sơ và quy trình điều tra một vụ án hình sự, quy trình công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, trình tự, thủ tục trong thực hiện và giải quyết khiếu nại đối với công tác xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng.
Thông tư 02 và 03 năm 2018 về việc đọc, ghi chép tài liệu và ghi âm, ghi hình trong điều tra hình sự. Trình tự thủ tục lập dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách phục vụ công tác phòng chống ma túy và tội phạm. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện điểm dân quân tự vệ cơ động và tại chỗ năm 2018. Năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chọn xã Đồng Trạch làm đơn vị huấn luyện điểm từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4. Sau thời gian huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Trạch đã rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác huấn luyện chiến sĩ, công tác xây dựng lực lượng, công tác cổ động thao trường và bảo đảm chế độ chính sách trong tổ chức huấn luyện dân quân. Sau khi thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế khuyết điểm, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trong thời gian tới. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Duy trì và phát triển nghề chế biến nước mắm truyền thống. Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị liên ngành để thống nhất phương án tham mưu phân giao vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị định 100 của Chính phủ. Thời gian qua, thành phố Đồng Hới đã tập trung khảo sát nhu cầu vay vốn xây dựng nhà ở xã hội theo nghị định 100 của Chính phủ trên địa bàn. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế nên trong đợt một này, thành phố Đồng Hới mới chỉ phân bổ số tiền 12 tỷ đồng. Tại hội nghị, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Tài chính và 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đã thảo luận, thống nhất đề xuất phân bổ nguồn vốn ưu tiên trên cho các đối tượng chưa có nhà ở, hiện đang sinh sống tại các phường có tốc độ đô thị hóa cao. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ba Đồn vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2018. Tại hội thảo, hơn 80 đại biểu là các nữ doanh nhân và các hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh đến từ 16 xã, phường đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh như mô hình sản xuất nón lá, mô hình may gia công, mô hình sản xuất nấm hữu cơ. Bên cạnh đó, đại diện các ban ngành chuyên môn cũng phổ biến cho chị em kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thông qua mô hình tổ hợp tác, ứng dụng khoa học và công nghệ trong khởi nghiệp. Những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã chủ trọng thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân. Nhờ vậy nên nhiều hội viên nông dân đã được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Để xây dựng nguồn vốn, Ban vận động quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã tập trung tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 37 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh hơn 8 tỷ đồng, cấp huyện 6 tỷ đồng, cấp xã 23 tỷ đồng. Cả cấp hội đã tạo điều kiện cho hơn 10.000 hội viên vay vốn để đầu tư phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp và một số ngành nghề nông thôn như làm hương, mộc mỹ nghệ, góp phần giải quyết việc làm và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, nghề sản xuất nước mắm truyền thống của xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và người dân, nghề chế biến nước mắm truyền thống của xã Bảo Ninh vẫn được duy trì và phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là cơ sở sản xuất nước mắm của chị Đào Thị Tám tại thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Gia đình chị là một trong những hộ gia đình làm nghề chế biến nước mắm lâu năm trên địa bàn xã Bảo Ninh. Năm 2016, khi Quảng Bình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, gia đình chị gặp nhiều khó khăn, nguồn thu nhập từ nước mắm ngày càng thấp, khiến nhiều lao động quay lưng với nghề truyền thống. Tuy nhiên, chị Tám, chủ cơ sở, vẫn quyết tâm bám trụ với nghề. Năm 2016 thì ảnh hưởng Formosa, thì sau đó thì riêng cái cơ sở của tôi là chỉ có đưa ra thị trường 1 năm 3-4 nghìn lít thôi. Cho nên
từ cái chỗ là cái nghề nước mắm là cái nghề truyền thống của gia đình tôi và cũng như là của nghề truyền thống của bà con dân biển, cho nên là tôi rất đam mê và yêu nghề. Và sau đó thì tôi vẫn quyết tâm cố gắng để giữ vững cả cái nghề truyền thống, cái nghề nước mắm này của bà con dân biển. Cũng như gia đình chị Đào Thị Tám, gia đình bà Nguyễn Thị Thương ở thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới cũng đã cố gắng duy trì nghề chế biến nước mắm truyền thống của gia đình. Trong 2016 đó là có cái sự cố của môi trường đó thì nghề nước mắm của gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì khách là giảm mua nhiều, cho nên tôi phải đi lấy nước mắm là đi trao hàng các cái quầy hàng để coi như bạn tiếp tục để làm nghề. Được những khó khăn do sự cố môi trường biển gây ra, Ủy ban nhân dân xã Bảo Ninh đã có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân duy trì nghề chế biến nước mắm truyền thống. Nhờ vậy, hoạt động chế biến nước mắm của các hộ gia đình ở xã Bảo Ninh đã phục hồi và phát triển trở lại. Những sản phẩm của các cơ sở chế biến nước mắm xã Bảo Ninh với quy trình sản xuất, chế biến chặt chẽ, đảm bảo vệ sinh, được chứng nhận an toàn thực phẩm, đã trở thành thương hiệu uy tín, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin tưởng, lựa chọn. Hiện nay, toàn xã Bảo Ninh có hơn 150 hộ gia đình tham gia nghề chế biến nước mắm có quy mô lớn. Mỗi năm, các cơ sở này bán ra trên thị trường từ 8.000 đến 9.000 lít nước mắm các loại, mang lại doanh thu từ 300 đến 500 triệu đồng. Sau sự cố môi trường biển thì thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo là thành lập các cái tổ hợp tác trên biển và tổ hợp tác chế biến hải sản, trong đó là chú trọng vào cái nghề chế biến nước mắm để có cái duy trì cái thương hiệu cái nghề chính trong cái nền kinh tế của xã nhà. Và hàng năm thì xã đã hỗ trợ một tổ hợp tác từ 20 đến 25 triệu và từ nguồn ngân sách xã, và kêu gọi các cái nguồn, và đặc biệt là vận động tất cả các chị em, các cơ sở có đủ điều kiện và tập trung về cơ sở vật chất và bổ sung các trang thiết bị và áp dụng các cái khoa học công nghệ để ngành chế biến nước mắm ngày càng tốt hơn. Vượt qua khó khăn, xã Bảo Ninh đã và đang duy trì phát triển nghề chế biến nước mắm truyền thống, góp phần nâng cao đời sống của người dân và phát triển kinh tế địa phương. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 6 tháng 5 năm 2018. Khu vực miền núi, mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 95%. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 76 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 77 đến 93%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 mét. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.